Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn ơi. Mình sắp xong rồi nha, mọi người ơi, vòng mình sắp xong rồi nhá. Các bạn đợi một xíu nữa vòng mình xong nha. Mọi người ơi, đây này, đây là chiếc vòng của mình. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Đấy, đây là vòng của mình này, vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Kem của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm màu kem. Và màu kem hôm nay của mình sẽ có từ mận, tím, mini. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kem của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm màu kem. Và màu kem hôm nay của mình sẽ có từ mận, tím, nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kem của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm màu kem. Và màu kem hôm nay của mình sẽ có từ mận, tím, khổng lồ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh đầu tiên nha mọi người.
Cho màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Rồi, chú tù cái này đây. Rồi. Như gì rồi? Mà là anh Kiên bảo thì tôi chứ ai biết được bắt đầu tôi. Cho chú tô cho con đẹp nha. Còn lâu bắt đầu chú tô cho con đẹp nha. Tô màu đỏ màu đen nữa đẹp hơn. Màu đen xấu. Bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh lá cây và xem hạt vuông nha. Bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh lá cây nha mọi người.